Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. XT10 đột cái dàn áo xanh lá đi kèm với cái dàn chân mỏng như là siêu mẫu. Cái chiếc XT10 cho đến thời điểm hiện tại đã có rất nhiều bản đồ. Mỗi tác phẩm ra đời đều là cái niềm đam mê, tâm huyết của những người chơi xe độ đổ vào. Dẫn chứng điều đó, chúng ta cùng xem qua cái chiếc XT10 đột kỹ như đây. Xem qua tổng thể, cái con chiến mã khoét cho mình bộ áo mang cái gam màu là xanh lá đầy đỏ bật, đi kèm với đó loạt đồ chơi kiển được gác lên xe một cách hợp lý, đem lại cái phần hiệu năng đúng như cái sự ổn định cho xe. Cái dàn chân với cái mâm zin nguyên thủy được thay thế bằng cái mâm Raceboy 8 cây. Hai có thể thấy được cái kích thước mâm cũng là cực nhỏ, chính điều đó mà cái trọng lượng chiếc xe giảm đáng kể, giúp xe tốc nhanh hơn. Hệ thống phanh được nâng cấp với đĩa Gaffer KTM đi kèm cái lồng nhôm CC. Chính vì kích thước đĩa là quá lớn hơn zin nên phải gia công cái vách nhôm CC chạy từ máy để gắn hoàn chỉnh được quả heo dầu. Toàn bộ chi tiết ở bánh lái trước được cố định bằng lọt ốc roti điện phân lên nhiều màu sắc khác nhau cực đẹp. Lọc gió zin đã được thay thế bằng cua e trụ của KTM, giúp cho lý gió tốt, gia tốc nhanh hơn, thích ứng cho những dòng xe đổ máy. Cái bộ cấp zin cũng được thay thế bằng cấp của Gipsbit, cấu tạo từ nhôm CC sắc sảo trong từng chi tiết. Tất nhiên chất lượng nhôm sẽ nhẹ hơn sắt nên trọng lượng chiếc xe cũng được giảm đáng kể. Bên cạnh đó là hệ thống truyền tải với cái đĩa nhôm CC óng ánh cái sắc vàng cực đẹp, đi kèm cùng với sợi sơn vàng. Hệ thống cái giảm xúc sau WS đi cùng chiếc bình dầu rời. Đây là mẫu phụ kích thước lò xo tì lớn zin, nó đáp ứng rất tốt độ nhún nhảy hợp lý trong mọi hình. Một bản đồ giản đơn đầy cái sức hút đến từ Baker Bảo Lộc. Vespa Supreme độ lung linh với cái dàn chân Holden đắt đỏ. Vespa Supreme sở hữu trên mình những nét quyến rũ của một cái chiếc Vespa truyền thống, đi cùng với những cái đường nét và có động cơ hiện đại, nó làm cho cái dòng tay ga cao cấp này không chỉ là làm hài lòng phái nữ mà còn là làm những cái trái tim của biết bao nhiêu cái đấng mài râu. Cái chiếc xe độ được tạo một điểm nhấn là cái bộ khung cái đèn pha của cái hãng Saloni với thanh tai nan chạy ngang cái đèn pha độc đáo. Phía trước được bắt một cái bộ khung kiển của cái chiếc Vespa, anh em có thể đặt mua tại các đại chính hãng. Cái dàn chân trước của em ấy được giữ nguyên cái bộ mâm hợp kim 2 inch, nhưng được độ lại rất nhiều yếu tố như heo của AP Racing 2 bit đối xứng, nhưng mini nhỏ gọn với mức giá khoảng là 10 triệu một con, một cái giá làm khiếp sợ những ai đang sổ nó. Sử dụng cái phục trước của Holden được sản xuất riêng cho cái mẫu xe này với kiểu là tiêu chuẩn, vừa đúng không phải chế cháo một cái chi tiết nào. Cái phần cổ bô được làm bằng chất liệu titan cho cái màu sắc đẹp hơn, là một cái điểm nhấn cho toàn bộ cái phần dàn áo đen của em ấy. Với thiết kế chất liệu đặc biệt và tự động lên màu khi chạy nóng, khiến em ấy trở thành một món đồ chơi kiển không thể thiếu trên những cái mẫu xe độ ngày nay. Vị trí che xa cũng lấy tượng hiệu của Holden, được tích hợp thêm cái bình dầu rời, đi kèm cái nấm chỉnh để chủ xe kiểm soát hành trình đàn hồi của phục được tốt nhất. Có nói Vespa là một cái dòng phân khối nhỏ đầu tiên được Holden ưu ái sản xuất cái phục trước lẫn sau đúng thiết kế của xe, không cần minh chỉnh hay là chế cháo gì cả. Qua giá của Vespa Supreme 2.9 rơi vào tầm 75 triệu đồng, chưa bao gồm có thể ra biển số theo từng khu vực. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy trực tiếp nhớ like, share, subscribe.